Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Lại với một video giới thiệu về các bác những dòng đẩy sọt sắt của Mỹ các bác nhé. Đấy, thương hiệu đến từ Mỹ. Và cái logo đặt hàng của hãng thì đó là dòng main, đẩy main có mã là EF8.0. Đấy, và bên em mới về tạm ứng được khoảng hơn chục con và trong lô này thì bên em sẽ về ngót nghét 100 em nhá, ngót nghét 100 em. Và đây một chiếc thì bên em anh em bê lặng quá lại để ngược nhá, để ngược nhá, nhưng đây là làm theo công nghệ của Mỹ này, USA này. Đấy, và trong cái lô hàng đẩy này thì bên em về có 3 mã, một là mã 16 sò và một mã là 20 sò. Và mã cao cấp nhất thì nó là mã 24 sò. Đây, dòng main thì là của BMB rồi nha các bác nhé. Đây, cái tem này, có những chiếc đẩy này vẫn còn nguyên tem này. Nguyên tem của BMB nhé. Đấy, công nghệ theo đơn đặt hàng của hãng BMB này. Rất đẹp nhé. Và cái lô này thì bên em về thì mã nó màu xám này. Mã màu xám nhé, màu ghi xám, rất đẹp nhé. Và cái nội thất ngoại hình thì bên em sẽ quay sau để các bác được chiêm ngưỡng. Nhưng trong cái lô hàng này thì bên em có 3 mã, một mã 16, 20 và 24 sò nha các bác nhé. Và báo giá các bác, một mã là vào 6.3 triệu, một mã 7.3 triệu và một mã là vào 8 triệu nhé. Các bác có nhu cầu mua sắm về những sản phẩm hàng đẩy bãi thì các bác cứ alo cho em, và đặc biệt về những mã sò sắt này. Và bên em có rất nhiều các mã đẩy xịn sò để phục vụ các bác, những mã đẩy LA 400+, 600+ và 800+, và những mã đan kinh 400, 600 và 800 bên em luôn đầy đủ để phục vụ các bác nhé. Những mã LA thì nó sẽ êm ái hơn, giá bình dân hơn để phục vụ các bác, từ mã 4 triệu, 5 triệu rưỡi, 6 triệu nhé. Nó đầy đủ các mức giá để các bác lựa chọn. Và tiếp theo đây, phía bên ngoài này là những sản phẩm của dòng loa cực kỳ nổi tiếng. Đấy, đây là những dòng loa BMB này, BMB. Và đây mã loa TB mới về hàng nhé. Và đây rất nhiều các mã loa RCF này lại tiếp tục về cập bến. Đây, mã TB này. Mã TB bên em về đợt này thì nó là mã TB sở hữu bát 25. TB thì thương hiệu và công nghệ cực kỳ nổi tiếng. Đây mấy các bác nhá. TB thương hiệu của Mỹ rồi. Và mã này thì nó là mã M10A, sở hữu một bát 25 và một tép kèn. Đấy, thông số sẽ được in đầy đủ trên cái tem logo này. Công suất của nó là 250W, trở kháng là 8 ohm. Và trọng lượng một chiếc thùng loa này nó nặng đến 13 kg. Đấy, bên em mới về tạm ứng được vài chục cặp nhé, phục vụ các bác. Và các bác muốn sở hữu những sản phẩm về sự kiện hay những cặp dây kia thì bên em luôn luôn có nhé. Đấy, bên em đang ráp và chuẩn bị gửi đi cho một bác khách đã đặt hàng bên em. Đấy, những quả súp này, những quả súp và những cặp dây tay này và những cục đẩy vang, đầy đủ các sản phẩm để phục vụ các bác. Các bác làm sự kiện, dùng gia đình, phòng hát, phòng trà, bên em luôn luôn có đầy đủ các thiết bị để phối ghép cho các bác nhé. Và bên em rất nhiều các sản phẩm về nghe hát karaoke. Các bác có nhu cầu mua sắm thì các bác cứ alo cho em qua 2 số 09 63 101 38 hoặc 0962 355 349. Và giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.